mình quá hồ tiền lắm để đi đèo Sa Cơm các bạn ơi. Cái đèo mà đèo Mimosa hôm qua mình lên nó thì dưới chân đèo lên đường đẹp, cái đoạn giữa là đường xấu các bạn, rồi cái đoạn gần trên Đà Lạt á thì đường nó mới đẹp. Bữa nay mình về thì mình về đèo Sa Cơm thử coi, bạn chỉ về đèo Sa Cơm á. Giờ mình rời thành phố Đà Lạt là 2 giờ 24 phút nè các bạn. Chắc về tới tầm 11 12 giờ về tới nhà. Thôi, nhóm mình tạm biệt Đà Lạt để quay về Hậu Giang cài tiếp. Tên Thành. Bên này có mấy cái homestay quá đẹp luôn. Đi chuyến sau thì mình qua đây mình ở thử coi. Cái mấy xe hơi nè, mấy xe hơi này thì người ta đang lên đèo Sa Cơm đang dấu quốc lộ 20 luôn đó. Bên đây có đường quanh đó mà, hôm rồi mình đi rồi đó, lên mình ở cái resort Romeo Juliet á. Nhớ không? Nhìn mấy bên đây nè, có mấy biệt thự bỏ hoang đó, gớm á, thấy không Thành? Mấy trên nó có mấy biệt thự bỏ hoang nãy đó. Rồi bên này cũng có nữa nè. Bên này thì resort nhiều lắm các bạn, resort nói chung là đẳng cấp không à. Phía trước mặt mình cũng có một cái nè. Rất là đẹp bên này luôn. Tới nha Thành, tới luôn á. Đèo này đẹp mà. Mình đang di chuyển lên đèo Sa Cơm các bạn ơi, tuyệt vời, đường quá ngon luôn, đè cua cả gói là phê luôn các bạn. Thành nó nói tiếc là nó không đem chiếc gẹt đi, lấy chiếc gẹt đi đang chạy có con đồ bóp móc đồ mới phê, chạy tay ga nhàn quá. Ghiền đèo quá các bạn, cái leo quay xuống xách xe đi đèo nữa. Các bạn chưa từng đi thì đi đèo này là ghiền chết luôn các bạn ơi. Đồi núi trùng trùng đẹp đẹp nè.
đẹp quá. Có chiếc xe về đó là 10. Đèo này là dành cho những anh em đè cua cả gối, đường quá tốt luôn các bạn. Đèo Sa Cơm đường tốt mà có mấy cua cụ chở nè. Đây con Winnie X của mình à, bây giờ mình cộ một đống đồ luôn, mua quà cáp rồi về nè các bạn. Nhóc ở trên xe cũng nặng lắm mà mình leo đèo khá là phê. Trông trông đẹp đẹp. Đèo Sa Cơm á, mình ra tới quốc lộ 20 rồi. Đà Lạt vẫn là một cái gì đó mà mình cảm thấy rất là thích các bạn, mặc dù một năm có thể đi 3-4 lần luôn á, nhưng mà cũng vẫn là thích đi Đà Lạt. Về tới Di Linh này các bạn, mưa quá trời mưa luôn. Rồi giờ ghé đây để được mưa nè. Mấy giờ không biết, 4 giờ các bạn ơi. Người ta cũng được mưa nhóc ở trên nè. Nghe anh đệ mình nói là ở Biên Hòa Đồng Nai cũng mưa, cũng quá trời mưa luôn. Mình về chắc từ đây tới nhà chắc mưa gì không quá. Không biết chuyện nào mới về tới nhà. Không có đứa nào đem áo mưa, thấy sáng sáng bên kia kìa. Rồi chút xíu nữa bớt mưa thì mình chạy qua đổ xăng các bạn, đổ đầy bình luôn em ơi. Bảy mươi, 2.8 lít. Bảy mươi ngàn các bạn. Đổ để mình chạy về luôn. Mưa gió quá trời. Chắc là mua cái áo mưa mặc vô, đi không đem theo mưa đó các bạn. Đã thấy nhiều anh em hôm nay có đi Đà Lạt không thấy mưa, tưởng đâu là không có mưa các bạn. Thời tiết giờ thất thường quá. Mình lót cái miếng ngồi cho bé Linh đây. Through color.
Chị qua đó mưa mới gặp được mặt trời nữa các bạn. Nó ấm lại rồi, nãy quá trời lạnh lạnh. Đứa nào nấy rung bần bật vậy. Giờ ghé lại để lột áo mưa ra cho nó khô bớt coi, cho nắng nó khô bớt. Nhanh khô lắm các bạn, nếu như các bạn lột áo mưa ra chạy đoạn là nó khô à. Nắng thì nó ấm, còn mưa thì lạnh kinh khủng các bạn ơi. Tranh thủ để mưa tới nó kìa, nghe nè, phía sau đen quá. Cái đôi giày của mình á, nước nó vô cho một giày vậy các bạn. Đôi giày của mình, đôi giày đi mưa, nước nó vô thì không có thoát ra được. Tới đây thì đoạn này hình như là gần tới thành phố Bảo Lộc rồi các bạn ơi, qua Di Linh rồi. Qua Di Linh đoạn cũng xa, gần tới thành phố Bảo Lộc rồi. Tới thành phố Bảo Lộc rồi, chạy đoạn nữa tới đèo Bảo Lộc. Mình tranh thủ về tới nhà chắc tầm khoảng cỡ 12 giờ khuya. Cố gắng rồi. Mai còn đi làm nữa các bạn. Mình là vậy đó, đi chơi xong rồi phải tranh thủ gấp rút chạy về. Tặng thứ hai là bắt đầu đi làm rồi, hôm nay Chủ nhật. Mình đi 2 ngày. Còn mình á là phải ăn. Ôi trời, ăn lẹ đi, mưa tới rồi kìa nghe. Xe thằng Thành hai cái vỏ hơi yếu, bởi vì chạy cũng mình chạy dâm chậm, kêu Thành chạy dâm chậm đợi. Mình đợi thằng Thành chạy lên, cái vỏ yếu các bạn. Đi tour kệ, đi lần đầu thì chạy từ từ. Nếu có đi nữa thì thay gặp vỏ mới, cái vỏ này đi nguy hiểm. GVX cũng chơi thùng giống mình luôn. Rồi chuẩn bị xuất phát nè. Mấy giờ rồi ta? 5 giờ 5 phút rồi các bạn. Mình về tới đèo Bảo Lộc là 5 giờ 40 rồi các bạn. Mưa đổ ngoài quá trời các bạn ơi. Giờ chuẩn bị lên đèo Bảo Lộc nè, nhưng mà không biết trời có mưa hay không. Thấy cũng đen thui bên kia kìa các bạn. Đèo Bảo Lộc ở đoạn mà Đà Lạt mình đi về thì đổ đèo thôi các bạn. Đổ đèo nó khỏe lắm, chứ không mệt như mình leo lên. Leo lên thấy cái xe đó, nó mệt thì mình cũng mệt theo nó. Mình bắt đầu vào đèo. Lưu lượng xe cũng khá là đông, bò không à. Xe công nó bò thì ở sau mình bò theo nó luôn các bạn ơi, không có qua được. Tại đèo Bảo Lộc nó hẹp lắm. Đèo chuối thì có một đoạn ngắn thôi à, hình như có cây mấy hai cây số rồi các bạn. Còn đèo Bảo Lộc thì 10 cây, 10 cây 12 cây gì á. Mình cũng không có chạy nhanh, mình chạy tà tà, mình đợi Thành ở phía sau á. Mình không đủ xăng để sau này đi quốc lộ 14 thì mình kiếm chiếc xe
xe touring á, mình rất là thích chiếc CB500F các bạn, cái mẫu hai đĩa mới nè. Cố gắng thì thời gian thì mình có khả năng mình lấy thêm chiếc 500F để chiếc 500X các bạn, 500X để mình chạy tour xuyên Việt rồi cho nó khỏe, đi quốc lộ 14 rồi luôn. Quốc lộ 14 cực kỳ đẹp các bạn, mình thấy nhiều anh em họ đi rồi thấy đẹp lắm. Mình rất là ghiền cái cung đường đó nhưng mà chưa có dịp các bạn ơi, chưa có điều kiện. Các bạn đi quốc lộ 1 á thì nó nhiều, rất là nhiều cây xăng. Còn mình đi quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh á thì nó ít cây xăng lắm, với lại đường vắng các bạn, đi thì mình phải đi đông, đi hai ba xe gì đó cho nó vui. Lưu lượng xe xuống rất là chậm tại vì mấy chiếc xe ở phía trước xe lớn á thì người ta đổ đèo chậm lắm, ở sau mình bò theo cũng khá là chậm. Đó, thấy không các bạn, thấy không, mình nhóm ga nhẹ cái lại xe nó xuống dèo 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 phải phanh lại. Bây giờ người ta lắp đèn đường hết rồi các bạn, đi đêm thì mình cũng không có sợ như hồi xưa. Hồi xưa lúc mình còn lấy xe tải đi đèo Bảo Lộc này là đâu có đèn đường, tối thui à, tối ôm. Giờ đèn đường sáng rực rồi, các bạn đi phượt rồi chạy ngang đây ban đêm vẫn chạy ngang bình thường, xe cộ vẫn tấp nập chứ không có vắng. Qua đèo Bảo Lộc là 6:10 các bạn, cũng còn trăm mấy cây nữa. Ủa hình như là không tới trăm mấy, còn mấy chục cây nữa à, 70-80 cây nữa là tới ngã ba Dầu Giây rồi đúng không, còn 70-80 cây nữa tới ngã ba Dầu Giây. Lưu lượng xe đang đổ xuống nè, trên đèo đổ xuống. Thành nó tê tai quá, chiếc Airblade này á các bạn, nó có một cái nhược điểm là chạy nó tê tai lắm các bạn, là do biết sao không, cái gù này nè, mình thấy cái gù này nó nhẹ quá, chạy nó rung bị tê tai. Thành nó nói là chiếc xe này nhược điểm là tê tai. Thôi mình đứng đi mệt xíu rồi, tiếp tục chạy thôi các bạn ơi. Mình về tới ngã ba Dầu Giây là 8:12 rồi các bạn ơi. Giờ Thành nó ở phía sau lưng mình, nó đang chạy từ, đợi nó lên kiếm chỗ nào ghé nghỉ mệt chút xíu thôi. Cũng khá là phê rồi các bạn. Phía trước là ngã ba Dầu Giây đó. Dây cũng mừng người các bạn, cũng gần nửa đoạn đường rồi, gần nửa đoạn đường về nhà mình nè. Trời nãy không ghé đây uổng quá. Tới miếng đang nghỉ xíu bạn.
Mệt không? Mệt không? Mệt không? Đau tay. Đau tay hả? Cứ lên nằm luôn rồi. Mấy cái chỗ mà đèn đỏ mà xe tải, xe hơi họ dừng ngoài đường đó là mấy đó là nguy hiểm lắm, nó chẻ qua đường vậy nè, mình chạy gần là nó vớt liền à. Hồi nãy có tình huống nó xảy ra đó là hồi nãy là anh đã biết trước, anh đón trước rồi mới xử lý kịp á, chứ thôi là anh máng người ta rồi. Lú ra đó anh thấy không? Sợ là mấy cái đó họ ẩu dữ lắm, họ lú qua mình tránh không có được. Ừ. Phải. Ừ, đâm qua người ta không có biết đường mà người ta nhường mình đâu, người ta ủi qua đại à. Công nhận. Ừ, đúng rồi. Công nhận cái đoạn Định Quán Đồng Nai các bạn. Trời ơi, người ta qua đường rất là ẩu. Xẹt, nói chung là chạy tá lả bên chiều nào cũng có người đi. Chịch là lủi qua. Dễ tai nạn lắm. Lột nón ra đứng nghỉ một hồi đi rồi mình hãy chạy tiếp. Để mình lột nón ra nghỉ ngơi một xíu các bạn ơi. Đây luôn đi. 65. Về gần tới thành phố Biên Hòa các bạn. Đổ xăng 65.000, 2 lít 6. Ghé đây nghỉ chút xíu các bạn. Vô toilet rửa mặt đâu. Tôi phải lên vô toilet rửa mặt đâu. Ở đâu vậy Linh? Bên kia hả? Để dẫn xe qua đó. À thấy à. Dốc này nó hơi đổ để cài số lại. Để mình coi nhiêu km này các bạn. 8:36, 777 km là nguyên cái tour mình đó các bạn, từ hồi hôm bữa mình đi tới giờ. Em đưa đây nè. Mình về tới hầm Thủ Thiêm là 10:31 rồi các bạn, vừa kịp giờ qua hầm Thủ Thiêm luôn nè. Sớm, nói chung là về tới sớm được nửa tiếng, 11 giờ thì hầm Thủ Thiêm không có cho xe gắn máy qua nữa các bạn. Đi đường này nó khỏe hơn đường An Sương. Nếu như mà từ Suối Tiên mà mình đi đường An Sương về dòng xe An Lạc á thì nó xa hơn tầm khoảng cỡ 3-4 cây gì đó các bạn, nhưng mà đường nó khó đi hơn. Trước mặt mình có con CB500X. Cái hầm Thủ Thiêm thì có mấy cái máy nó quạt cho thông gió các bạn, nó ồn quá. Về Long An để tìm một cái quán cơm nào đó ghé ăn cơm các bạn, cũng đói lắm rồi. Mình về gần tới thành phố Tân An rồi nè các bạn. 11:30. Bữa nay chạy hơi chậm là do thằng đệ mình thằng Thành á nó ghé thành phố Biên Hòa lấy cái con sóc nè các bạn. Tại vì bạn nó đưa cho nó thêm một con sóc nữa để nó đem về. Mình đi gặp Đồng Hương đấy các bạn, gặp một người bạn cũng ở Long Mỹ luôn, biển số 95X luôn nè. Cũng ở Long Mỹ, cùng quê mình, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, Vị Thanh á. Rồi mình chạy về hai bạn này chạy về Cần Thơ. Ăn cơm các bạn ơi, mời bạn ăn cơm với mình nha. Thấy cái thịt cũng ngon quá nè. Ghé đó xăng các bạn, về gần tới cái bè Tiền Giang nè.
đổ xăng lần này mình cũng biết lần thứ mấy nên chạy xe nhỏ đi đường dài đổ xăng nhiều quá bạn ơi. Ê đốt vậy, đổ xăng cái này nữa là mình chạy về tới nhà mình luôn, còn thành thì chắc mắc đổ. Đổ đây bên giùm em luôn đi anh. Luôn. Đi kiếm cây xăng dễ không? Hả? Đi kiếm cây xăng dễ không? Cũng giờ này cũng còn mở cửa. 20 2 lít 5. Còn lít đồng, em thấy còn đồng mở cửa. Về tới Cần Thơ rồi các bạn ơi. Về tới Cần Thơ là 3:05 nữa các bạn. Có đèn đây mà nó cũng tắt nữa trời. Thành nó đuối rồi. Nãy giờ uống hết lon bò hút. Ba giờ hôm nay mình chạy hơi chậm các bạn, do Thành nó buồn ngủ nè, rồi ghé là hết một chút. Còn cũng mười mấy cây, 12-13 cây gì mình về tới nhà mình này. Mệt không em? Cố gắng về nhà ngủ. Thành nó còn đoạn về nhà nó 100 mấy cây nữa các bạn. Về thuốc với Bạc Liêu á, còn mình về cái tắc Hậu Giang thì gần sát bên Cần Thơ nè, qua trạm thu phí số 10 thì tới rồi. Trời, về tới nhà mừng quá, bữa nay không gặp mưa, bị mắc mưa đoạn Di Linh quá trời các bạn. Mình sợ mưa nhưng mà không sao. Em chạy về dưới luôn đây mà. Thì anh dặn nãy giờ vậy đó ha. Chừng nào ngủ thì mua lon hút uống vô. Rồi ngồi nghỉ mệt thì ghé mấy cây xăng á. Chạy đi, về tới dưới gọi cho anh cái. Về tới nhà móc điện thoại ra gọi nhá máy cho anh cái nha. Rồi dọn đi. Bye bye. Chờ nó dọn đi. Để mình coi tổng hành trình của mình nha các bạn. Tắt đèn lên cho nó lên dễ thấy đường. Mình đo chip B luôn nè các bạn. 1020 km. Mình còn 3 mức nhiên liệu. Tổng cái chuyến hành trình của mình là 1020 km các bạn. Hồi lúc mình chạy về thì tới Định Quán cũng có một nhóm, không biết là phải đi Đà Lạt hay không. Mình thấy biển số cũng 60 51, chạy về quá trời luôn bạn. Xe hầu như là xe lên cháy không à các bạn ơi, chạy quá trời chạy. Rồi xong mình thấy về tới đoạn gần tới thành phố Biên Hòa gặp tai nạn. Thấy chiếc xe chia nằm một đống, thì chiếc xe chia dẫn đoàn hay sao á, thì có một chiếc xe chia chạy dẫn đoàn, thấy chiếc xe chia nằm đó mà người đâu thì không thấy, chắc nguyên nhóm chở vô trong bệnh viện hết hay sao. À chạy quá trời chạy luôn mà sao xử lý kịp các bạn. Rồi thôi tạm biệt các bạn, để mình ngủ đây, ngủ quá.